Xin chào mọi người. Đây là video được quay vào ngày 24 tháng 7 năm 2023. Trong ngày hôm nay thì con sẽ tâm sự đến mọi người về một chủ đề xoay quanh một giống lan hài lai do con người lai tạo, có tên tiếng Việt mà người chơi lan hài Việt Nam chúng ta thường hay dùng để gọi, đó chính là lan hài Modi. Chữ Modi là được lấy trực tiếp từ tên của giống lan hài lai này để chúng ta gọi. Mọi người có thể nhìn ở trên góc màn hình, Paphiopelum modii. Đây chính là tên được đăng ký của giống lan hài lai này, hay còn gọi là tên khoa học. Và khi nhắc tới lan hài Modi thì chúng ta biết rằng đây là một giống lan hài do chính bàn tay con người chúng ta tạo ra cái con giống này, chứ nó không có ở ngoài tự nhiên mọi người nhé. Bây giờ đầu video thì con sẽ tâm sự đến mọi người về nguồn gốc con giống của lan hài Modi. Đồng thời cũng sẽ tâm sự đến mọi người về một số cái vấn đề khúc mắc của mọi người về cái cây lan hài này. Đó chính là nhiều người mới chơi á, tức là những người mới sưu tầm, những người chúng ta mới tìm hiểu về lan hài á, chúng ta thường nhìn cái cây hài bên nào chúng ta quen rồi đúng không ạ? Rồi sau đó mọi người tình cờ chúng ta nhìn thấy ai đó đăng một cái bài viết về cái cây lan hài Modi. Con không nói về màu xanh này nhé mọi người nhé. Con tí nữa con sẽ cho mọi người xem các cái màu sắc của nó sau. Con nói chung là hài Modi. Đây, mọi người nhìn cái khuôn hoa của nó thôi, đừng nhìn vào màu sắc của nó. Nhìn những cái đường vân, những cái khuôn hoa của nó rồi, còn về màu sắc mọi người đừng có để ý tới nha. Bây giờ chúng ta đang nói về cái chủ đề lan hài Modi. Tí nữa con sẽ cho mọi người xem hình ảnh màu sắc của nó sau. Rồi mọi người nhìn thấy những cái bài viết nói về lan hài Modi thì mọi người chúng ta băn khoăn rằng á, ủa sao nhìn nó giống cái lan hài Vân Nam như vậy? Đây là những người mới chơi mọi người nhé. Còn những người chúng ta chơi lâu rồi á thì chúng ta không có thắc mắc về điều này nhiều đó, vì chúng ta đã biết rồi. Còn chủ yếu là những người chúng ta mới chơi á thì chúng ta nhìn cái cây hài Vân Nam chúng ta quen rồi, chúng ta quay sang chúng ta nhìn cái cây hài Modi chúng ta cảm thấy rằng ồ nó sao nó giống cái hài Vân Nam như vậy, và tại sao không gọi là hài Vân Nam mà lại gọi là hài Modi? Hay là cái tên Modi là để đặt cho một cái cây Vân Nam đặc biệt nào đó hay sao đó? Rồi mọi người cũng băn khoăn rằng là lan hài Modi nó có ở Việt Nam hay không? Thì theo cách hiểu của con á, thì ý mọi người hỏi là nó có ở rừng Việt Nam hay không á. Đó. Thì bây giờ thì con sẽ tâm sự mọi người như sau. Đây, lý do mà mọi người cảm thấy nó giống hài Vân Nam. Đây mọi người nhìn. Mọi người yên tâm, hôm nay chúng ta sẽ tâm sự về hài Modi mà. Nên là con sẽ nói một những cái điều mà mọi người đang cần biết tới. Đây mọi người nhìn. Nếu như chúng ta là người mới chơi, mới bắt đầu tìm hiểu về lan hài, chúng ta thường hay nhìn các cái cây lan hài Vân Nam, bao gồm là Vân Nam vùng miền và Vân Nam Gia Lai, thì đây là chính là Vân Nam Gia Lai này. Thì chúng ta nhìn cái mặt hoa đó chúng ta đã quen rồi. Sau đó chúng ta tự nhiên nhìn thấy ở đâu đó đăng một cái hình cũng giống như kiểu hài Vân Nam nhưng mà người ta ghi là hài Modi. Đó. Người ta ghi là Modi xanh, Modi đỏ chẳng hạn. Rồi mọi người cứ băn khoăn là biết nó có phải hay không, thì mọi người nhìn này. Trên cái hướng nhìn chung á, cái hướng nhìn bao quát á, hướng nhìn gọi là kiểu lướt qua, chúng ta không có nhìn kỹ, nói chung là chúng ta chưa sưu tầm nên chúng ta cũng chưa nhận dạng được nó, thì cũng đúng thôi. Cho nên mọi người nhìn sơ qua, nhìn lướt qua đó, thì chúng ta cảm thấy nó giống, nhưng mà không nhé. Lan hài Modi là một giống lan hài được lai rồi, còn Vân Nam là Vân Nam mọi người nhé. Vân Nam là cây thuần chủng, cây nguyên chủng, nó không có bị lai gì cả. Còn Modi là đã được lai rồi, tí nữa con sẽ nói về chủ đề lai sau. Và thứ hai đó chính là hài Modi nó có ở Việt Nam hay không, thì theo cách hiểu của con, ý mọi người hỏi nó có ở rừng Việt Nam hay không, thì con xin tâm sự mọi người như sau. Đó chính là lan hài Modi dù là ở rừng Việt Nam hay là rừng quốc tế, rừng ở nước ngoài á, cũng không có một cái rừng nào có cái hài Modi đâu mọi người nha. Tại vì Modi đây là hàng do con người tạo ra nó. Người ta lấy hai cái giống lan hài nguyên chủng đó, hai loài khác nhau, cùng họ, cùng cái họ Paphiopelum á, nhưng mà tên nó khác nhau, tức là khác loài á. Người ta lai tạo với nhau là tạo ra cái con giống này. Nó được sinh ra ở trong phòng thí nghiệm, nó không có ở ngoài rừng hay ở ngoài tự nhiên đâu mọi người nhé. Và cái nguồn gốc của lan hài Modi là từ đâu mà ra? Lan hài Modi là con giống do một nhà vườn, một người làm vườn á, người ta cũng sưu tầm các giống lan hài giống như con này. Sau đó người ta thấy cái mặt hoa này đẹp quá, cái họ cho cái mặt bông của giống lan hài, của loài lan hài này, cho lai với loài lan hài kia, cùng họ với nhau, cho lai với nhau và tạo ra con giống này đó. Rồi sau đó người ta nhân giống nó ra và người ta đem đi, người ta đăng ký tên, ta gọi giống như kiểu đăng ký bản quyền đó. Rồi đây là con giống được nhập từ nước ngoài vào Việt Nam mình mọi người nhé. Và nó được hình thành từ trước năm 2000 cơ. Đó thì các cái con giống lan hài Modi á,
cái nguồn giống của nó chủ yếu được nhập từ Thái Lan và Đài Loan về Việt Nam. Ngoài ra thì ở châu Âu cũng như là Nhật Bản và một số nước khác cũng chơi lan hài, người ta cũng làm các cái con giống này rất là nhiều rồi. Đó. Và người ta còn lai qua rất là nhiều đời với nhau nữa. Đó. Rồi người ta tung ra thị trường người ta bán. Thì con giống chủ yếu chúng ta nhập từ Thái về là chính. Đó. Do là Thái Lan của chúng ta nó gần với Việt Nam mình nhất. Nó tránh được cái thiệt hại và nó giảm được cho chúng ta cái nguồn kinh phí, cái phí vận chuyển. Đó. Nếu như mà nhập từ châu Âu về, ai mà từng nhập hàng thì mọi người thấy đó, giá rất là đắt. Cái giá phí vận chuyển đó, cao kinh khủng cao luôn. Cho nên là chúng ta nhập từ Thái với Đài cho nó gần. Và gần nhất là chỉ có Thái Lan thôi. Thái Lan họ làm giống hàng Modi nó nhiều lắm. Cho nên là Việt Nam chúng ta không muốn làm con giống nữa, chứ không phải là không làm được mọi người nhé. Làm được nhưng mà chúng ta không muốn làm con giống nữa. Bởi vì bây giờ người ta đã lai qua rất là nhiều đời rồi. Chúng ta có làm thì chúng ta cũng phải theo cái chân họ là lai tiếp các đời của nó. Chứ bây giờ mà theo cái phiên bản đời đầu của nó là hài Modi nguyên gốc á, tức là cái cây đời đầu á, thì chúng ta đi sau họ rất là nhiều rồi. Chúng ta có làm thì chúng ta cũng tuyển mặt hoa, sau đó chúng ta lai tiếp ra để tạo ra những cái mặt bông xuất sắc hơn thì chúng ta mới theo họ kịp. Bây giờ bên nước ngoài họ sẵn hàng rồi, chúng ta cũng không cần làm nữa. Chúng ta mà làm rất là chậm so với họ. Mọi người cứ hình dung nè, từ một quả lan hài như này mà để hình thành được cái cây này để tung ra thị trường mà bán, tức là giai đoạn từ quả cho tới lúc thành cây như này là phải trên 4 năm, bèo cũng phải là 5 năm. Còn nếu như mà vườn nào mà chăm yếu tay á thì cũng phải tầm từ 7 tới 8 năm thì mới được thu cây, tức là được tung cây ra thị trường á, rất là lâu. Cho nên là Việt Nam chúng ta không theo cái phương hướng ban đầu nữa, mà chúng ta theo phương hướng mới, hoặc là đứng đi giữa họ, đi chung chung với họ là tạo ra các con giống mới từ các cái phép lai trong cùng đời với nhau. Thì đó là cái câu chuyện về cái nguồn gốc con giống của lan hài Modi. Và bây giờ con sẽ nói về cái chủ đề xanh đỏ. Khi mà mọi người xem các cái video clip nói về lan hài Modi, chẳng hạn như mọi người đang xem video của con này, hay là mọi người xem một cái video của bất kỳ ai đó ở trên YouTube chẳng hạn, hoặc là mọi người đọc được một bài viết cũng cùng một chủ đề lan hài Modi ở trên các cái nền tảng mạng xã hội hay là nền tảng tra cứu thông tin, cũng như là mọi người qua nhà bạn bè chơi, là bạn bè mọi người cũng giới thiệu về hài Modi thế này thế kia đó, thì người ta cũng nhắc về Modi đỏ và Modi xanh, đúng không mọi người? Vậy Modi đỏ là như thế nào? Modi xanh là sao? Theo hướng hiểu đơn giản thì Modi xanh là chỉ những cái cây giống lan hài Modi cho hoa màu xanh như thế này. Nó chỉ có màu xanh và màu trắng thôi. Đây là màu sắc của nó này. Gọi chung là Modi xanh. Còn Modi đỏ là chỉ những cây giống lan hài Modi cho những cái màu sắc khác ngoài cái màu xanh này. Đó, chúng ta hiểu đơn giản như thế. Còn bây giờ con sẽ nói hơi kỹ một chút xíu. Đây mọi người có thể nhìn đây. Đây là hình dáng cây giống lan hài Modi. Mọi người cứ yên tâm, ở cuối video con sẽ chỉ cho mọi người chỗ mọi người mua cho nó an toàn đến cho mọi người nha. Tại vì có nhiều người chúng ta cứ bị băn khoăn về cái việc mua sai giống á. Đối với người chơi mà đã sưu tầm trên một năm rồi á, thì người ta rất là quen về cái chỗ mua. Còn chúng ta mới chơi, mới tìm hiểu, chúng ta rất là quan tâm đến cái việc lựa chọn mua con giống ở vị trí nào, đúng không? Thì ở cuối video con sẽ nói sau mọi người nhé. Hiện tại là nhà con không có bán giống này, do là nó sẵn hàng quá rồi, với lại thích nhập nào là nhập, quan trọng là có tiền hay không. Nhưng mà điều kiện nhà con lại không có tiền để mà nhập hàng về để chia cho mọi người. Và chỉ nhập về để chơi thôi, nhập vài cây về để chơi thôi. Mọi người nhìn này, hình dáng cây của nó này. Hài Modi xanh không phải, mọi người đừng có nhìn kỹ vào cái màu sắc ở trên lá nha. Tại vì có cây thì màu rất là sáng như này, có cây thì màu nó tối y cây này này. Có cây nó không có vân luôn cơ. Đó, cho nên chúng ta đừng có để ý quá, chúng ta chỉ để ý vào cái phần bên hông này này. Modi xanh thường sẽ là xanh sạch từ trên dưới này, tức là nó không có bị vớn bẩn những cái màu khác ở trên lá, ở gốc á. Rồi, về mèo của hài Modi, tức là cái nụ mèo ở bên dưới, mọi người có thể nhìn đây nè, nó có cái lá mèo này mọi người thấy không? Đây. Thấy cái núm lá này không mọi người? Cái núm lá ngay dưới chân của cái cuống hoa á. Cái lá mèo của nó khi lên nó sẽ là một cái màu xanh ngọc như thế này. Và ngồng hoa của nó sẽ là màu xanh lá như này luôn. Và trên hoa chủ thể màu của nó chỉ có hai màu chính duy nhất thôi, đó chính là màu xanh lá và màu trắng. Thì tất nhiên sẽ có màu xanh đợt chuối, xanh đợt chuối đó, nhưng mà nói chung nó cũng là màu xanh lá. Đó, xanh và trắng như thế này thôi. Còn đối với Modi đỏ thì mọi người đừng có để ý quá vào cái phần này để chúng ta đánh đồng chung vào việc chọn cây giống Modi đỏ mọi người nhé. Đây. Được đánh đồng chung nha. Thường Modi đỏ sẽ có cái dạng màu như thế này. Đôi khi cũng sẽ có những cái dạng màu xanh như thế này nữa nhé mọi người nhé. Có. Rồi, đôi khi cũng sẽ có những cái dạng thân như thế này. Đây. Mọi người nhìn kỹ cái phần gốc của nó đó, sẽ có cái chớm tím ở phần gốc đúng không ạ? Đây cái phần này nè mọi người. Mọi người thấy không? Phần chớm tím.
Và đôi khi thường á, thông thường á, thì sẽ thấy những cây hài mô đi sẽ có cái dạng thân lá màu kiểu như này. Mọi người nhìn này. Đây không phải là hài mô đi nha, con chỉ lấy ví dụ thôi nha. Tại vì có một số cây mô đi nó giống như này thì con lấy minh họa cho mọi người thôi. Lại nhà con ít giống quá nên không có cụ thể cái giống chính thức cho mọi người nhìn. Thì đây là những cái bản gần giống như nó. Đây mọi người nhìn này. Thông thường con thấy người ta bán là mô đi thường màu đỏ sẽ có những cái phớt như này. Phớt màu ở trên cái phần bên hông lá như này và góc như này. Đó. Thông thường là như thế. Mọi người cứ yên tâm. Hài mô đi là hàng công nghiệp. Cho nên là khi người ta làm con giống là người ta đã phân cây ra, phân giống là ngay từ cái lúc ban đầu nó nằm ở trong cái phòng thí nghiệm rồi. Tức là cái nguồn giống, nếu người ta làm giống màu đi, người ta đã phân lô nó ra sẵn rồi. Cho tới lúc mà nó xuất cây nó vẫn là ở khu vực phân lô, cho nên là mọi người cứ yên tâm là mua chuẩn cây. Đó. Đừng có để ý quá về cái màu lá các thứ. Con sẽ chỉ cho mọi người ở phần sau, mọi người mua sẽ an toàn. Rồi, còn về nụ mèo của hài màu đi, thông thường á, cái mèo của hài màu đi lúc lên nó cũng là cái màu xanh như thế này. Đó. Nhưng mà khi nó nhú lên, nó nứt cái phần đầu nụ ra thì cái nụ của nó sẽ có cái màu đậm nhá. Chứ nó không có xanh ngọc như thằng này. Không có xanh ngọc như này, màu nó khá là đậm. Rồi sau đó là cái ngồng hoa đặc trưng nhất của ngồng hoa hài màu đi đỏ là một thằng thì xanh, còn một thằng thì nâu đen như thế này. Đó. Màu đi đỏ là không bao giờ có cuống hoa màu này mọi người nhé. Không bao giờ có đâu, nó chỉ có màu nâu đen như thế này thôi. Đó. Và ở trên cái bông hoa của hài màu đi đỏ lúc nào cũng sẽ có các cái màu sắc khác ở bên trên. Rồi bây giờ con sẽ cho mọi người xem các cái hình ảnh của hài màu đi cho chúng ta thấy nha. Vì chủ đề ngày hôm nay là nói chung về hài màu đi, chúng ta không có phân biệt màu đi đỏ, màu đi xanh ở trong này. Chúng ta chỉ nói chung thôi. Đó. Cho nên là cái tên nó cũng không có tên cụ thể. Đó. Chỉ đây là tên chung nha. Cái chữ Maria á, đây là tên chung của giống lan hài này. Còn đằng sau nó sẽ có những cái tên phụ dành cho các cái mặt hoa nữa. Mọi người nhìn hình hoa đây. Đây là hình ảnh về lan hài màu đi xanh ở bên nước ngoài nha. Các cái hình này con lấy từ những cái người đăng ở trên Facebook á. À, con mượn hình của họ để cho mọi người chúng ta cùng xem nha. Mọi người nhìn thấy không? Đây chỉ là một cái góc của họ thôi. Chắc là họ đang lựa những cái bông hoa đẹp rồi sau đó họ chụp hình cho đăng lên cho mọi người cùng ngắm á. Chứ còn một số cái nhà vườn á, họ nhiều lắm. Họ có tới số lượng cả ngàn cây, cả vài chục nghìn cây, vài trăm cây, rất là nhiều, nhiều ấy là nhiều luôn. Đó. Đây chỉ là một cái góc của họ thôi. Hoặc là mọi người nhìn ở phía sau, mọi người thấy không? Tất cả những cây phía sau hầu như là các cây lan hài giống của họ. Nó không riêng gì mau đi mà rất là nhiều các loại khác nữa. Hoa đẹp đúng không mọi người? Riêng hài mau đi thì chúng ta không có sổ về màu sắc nữa mà chúng ta sổ về khuôn thôi. Tức là cái khuôn hoa to hay nhỏ, tròn hay méo hay là cân xứng hay không đó là do chúng ta sổ khuôn. Còn về màu sắc thì hài mau đi xanh nó chỉ có mỗi hai màu đó thôi mọi người nhé. Rồi, riêng hài mau đi đỏ, chúng ta sẽ sang cái phần mau đi đỏ. Riêng hài mau đi đỏ thì mỗi một cây hài mau đi đỏ sẽ mang cho mình một cái kiểu màu khác nhau. Hầu như là nó không có giống nhau hoàn toàn đâu, nó chỉ giống nhau một phần rất là nhỏ thôi. Còn đa số là nó sẽ khác nhau về cái màu sắc. Cho nên là khi hài mau đi đỏ mọi người mua về á, thì mọi người chắc chắn sẽ là vừa sổ số về khuôn hoa, vừa sổ số về màu sắc trên hoa nữa. Thì bây giờ cho mọi người chúng ta nhìn một số cái màu sắc của hài mau đi ở trên này nha. Mấy cái hình này con cũng lấy ở từ những cái người đăng ở trên Facebook á. Ở trên YouTube mọi người không bao giờ nhìn thấy những cái hình ảnh này đâu. Mọi người chơi Facebook thì mọi người mới thấy các cái hình ảnh này. Tại vì ở trên này người ta chơi rộng lắm, người ta chơi phổ biến ở trên này thôi. Mọi người nhớ không? Các cái màu sắc của nó rất là hài hòa. Hầu như là không cái màu sắc của cây nào nó trùng lập với màu nào cả. Nó chỉ trùng lập về cái cấu trúc của màu thôi. Còn cái sự biến tấu trên màu sắc á, nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Có cây thì màu đỏ đậm, cây thì màu đỏ nhợt, có cây thì màu đỏ hồng, có cây thì màu hồng, cây thì rất là nhiều các cái chấm đen, cây thì lại ít, cây thì màu hơi nhợt, nhợt là nhợt luôn. Đó, mọi người nhìn rất là nhiều màu. Cho nên là riêng hài màu đi đỏ thì chúng ta phải mua theo kiểu sổ số nha mọi người nhé. Hầu như mua màu đi đỏ về là chúng ta sổ mặt hoa may mắn á. Coi chúng ta được cái khuôn đẹp hay là màu đẹp nữa hay không. Khuôn đẹp là một chuyện rồi, màu nó còn phải đẹp nữa. Rồi bây giờ sẽ cho mọi người xem cái hình ba bông hoa hài mau đi đỏ nha. Đúng nghĩa gọi là mau đi đỏ đó. Mọi người nhìn. Đây là hình của ông Hùng Sen. Ông này là người Trung Quốc hay người Đài Loan gì con không rõ lắm. Nhưng mà ông nói chung là ở bên hai cái chỗ thôi. Đó, mọi người xem. Ông này khá là nổi tiếng trong giới chơi lan hài mọi người nha. Không chỉ ở đất nước của ông đâu mà còn một số đất nước châu Âu nữa. Việt Nam chúng ta rất là nhiều người chơi lâu năm, người ta cũng biết đến tên của ông Hùng Sen. Ông này khá là nổi tiếng vì ông làm rất là nhiều các cái con giống lan hài lai. Rất là nhiều những cái lan hài mang tên ông nữa đó mọi người. Đó mọi người nhìn thấy không? Màu đỏ rất là nhiều.
Rồi, ở cái cây này, riêng cây này thì cái hình hoa ở đây, đây là cây của nhà con, hoa của con luôn, hoa chính chủ luôn mọi người nhé. Cây này có tên là Paphibulum Moria Vinicolor. Đó, cái chữ màu đi là tên chung, còn cái Vinicolor là để nhận dạng mặt hoa. Còn cây này con còn đặt tên phụ cho nó nữa. Tức là cái tên này là do con tự đặt thôi, để con đánh dấu cái mặt hoa của con thôi mọi người. Thì cây này là Paphibulum Vinicolor. Cái tên tiếng Anh nó dịch ra có nghĩa là huyết rồng đó mọi người. Huyết rồng, tức là máu rồng á. Đặt cho nó vui thôi, đặt cho nó vui thôi, chứ còn cái tên này không có ai công nhận đâu mọi người nha. Cái tên ở trong ngoặc đó là tên của con tự đặt để đặt cho cây của con thôi. Không có ai công nhận cái tên ở đâu. Người ta chỉ công nhận là Maria Vinicolor thôi. Thì đó là những cái hình ảnh về lan hài màu đi đỏ để gửi đến cho mọi người chúng ta cùng biết. Đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói hơi sâu một chút xíu về cái tên của nó. Màu đi xanh và màu đi đỏ. Đây chính là hai cái tên chung. Khi mà các giống lan hài mau đi về Việt Nam á, thì người ta sử dụng hai cái tên chung này để người ta phân dạng, người ta gọi nha mọi người. À, còn ở bên nước ngoài á, người ta còn phân theo mặt hoa. Nó giống y kiểu như là phi điệp đột biến của Việt Nam mình ngày xưa á mọi người. Chẳng hạn như là phi điệp năm cánh trắng HO này, phi điệp hồng mỹ nhân này, phi điệp năm cánh trắng Nha Trang này, hay là phi điệp Lang Biang, phi điệp Nụ Tam Bố, phi điệp Phú Thọ, phi điệp Bạc Cụ, rồi phi điệp Gia Lai, rất là nhiều các cái kiểu phi điệp Bảo Duy nữa, nhiều lắm, nhưng mà nó cùng chung một cái tên phi điệp. Còn cái tên đằng sau đó là tên của vườn người ta đặt, hoặc là tên đăng ký phụ đằng sau để người ta nhận dạng mặt hoa. Khi nhắc tới cái tên đó thì ta biết được rằng cái cây Maudy này là cái tên Maudy này là cái hoa như thế. Thì do là hài Maudy nó còn lai có rất là nhiều đời nữa mọi người nhé, cho nên nó rất là đa dạng về khuôn hoa. Những cái cây đời sau này nè, được lai nhiều đời đằng sau này nè, cái khuôn hoa nó vượt trội so với hoàn toàn với lại cái phiên bản đời đầu của nó nữa. Thì đó là tất cả những gì con tâm sự mọi người về cái nguồn gốc và cái tên xanh đỏ của nó để cho mọi người chúng ta cùng biết tới. Bây giờ con sẽ nói một chút thông tin về phép lai của giống lan hài này. Bởi vì chúng ta nói từ đầu đây là cái lai, cho nên chúng ta cũng phải biết được là thông tin sơ sơ về bố mẹ của nó, đúng mọi người. Bây giờ mọi người nhìn ở trên màn hình, đây chính là hai cái hình ảnh mẫu. Đây là hình mẫu đó mọi người nha. Hình mẫu của cây bố và cây mẹ của nó. Đó, mọi người nhìn đâu, cái hình dáng hoa của hài Vân Nam, cái cây con ghi tên sẵn rồi đó, Paphibulum colossum là hài Vân Nam, còn cây Norensium là cây của nước ngoài. Cây đó ở rừng Việt Nam mình không có đâu. Hình dáng lá, cây và hoa của nó, hai thằng này nó giống nhau. Cho nên là cái phiên bản con của nó mọi người nhìn đó, mọi người nhìn cái hình hoa hồi nãy đó, nó cũng ná ná giống với bố mẹ của nó, nhưng mà cái khuôn hoa của nó to lắm mọi người nha. Nó cái hài Vân Nam về cây Norensium ấy, khuôn hoa nó bé lắm, khuôn hoa nó không có to đâu. Nhưng mà cây Maudy á, hoa nó, khuôn của nó khá là bự, bự hoàn toàn so với bố mẹ của nó, và màu sắc của nó thì khác hoàn toàn so với bố mẹ nó luôn, cho nên là cái việc nhầm lẫn về mặt hoa rất là khó nha mọi người. Nó thông tin của nó, tên đăng ký phép lai của nó ở đây, mọi người có thể nhìn đó, Paphibulum Mariae, mở ngoặc, Paphibulum colossum, lai với lại Paphibulum norensium. Nhiều người chúng ta cứ lầm tưởng rằng cái cây hài Vân Nam là cây đặc hữu của rừng Việt Nam. Con xin thưa mọi người, cây hài Vân Nam nó không phải là cây đặc hữu rừng Việt Nam. Nó chỉ có sự phân bố trên rừng của Việt Nam mình thôi. Vùng phân bố của nó rất là rộng. Nó phân bố qua Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và một vài nước lân cận với Việt Nam mình nữa. Nói chung là các nước trong cái khu vực gần nhau á, sẽ có sự phân bố của hài Vân Nam. Và riêng cây Norensium, cây này thì nó không có ở rừng Việt Nam mình luôn. Đây là một giống lan hài nguyên chủng của rừng nước bạn nha mọi người nha, nước ngoài á. Đó, thì làm sao mà người ta có được cái con giống như thế này? Đó. Thì cũng là một cái câu hỏi, một cái vấn đề thắc mắc của mọi người. Đó, làm sao mà để biết được đây là cây lai? Rồi làm sao mà bằng chứng nào để nói đây là cây lai? Rồi cơ sở nào nói đây là cây lai? Đó, thì bây giờ con sẽ cho mọi người chúng ta xem những cái cơ sở ở đây nhé. Con biết là cái cơ sở này có giúp ích được cho mọi người chúng ta cái điều mọi người băn khoăn này không? Đây, con cũng là một người sưu tầm lan hài và con cũng là một người làm con giống. Đây mọi người nhìn nè. Con thì không làm con giống hài Maudy, nhưng mà con làm các cái con giống khác. Thì cứ mọi người có thấy cái số giống nhau á, là cùng một mã lai. Một mã lai tức là một cái phép lai á. Chẳng hạn như con lấy cây này lai cây kia, thì ví dụ như con làm được bằng này cây thì con trồng nó không hết, con phải trồng qua chậu khác á. Thì ghi chung cái mã này. Đây mã này, mã này, mã này.
Và những cái giống này con gửi rất là lâu rồi, con gửi gần 4 năm rồi. Mà bây giờ mới về được lác đác vài cây thôi mọi người. Lan hài gieo rất là lâu nha. Cho nên là tất cả những cây lan hài lai giá nó không bao giờ dưới 100 ngàn. Trừ những cái cây bé xíu như này này. Đó, những cây bé xíu này thì có vài chục nghìn, vài nghìn một cây cũng có. Tại vì nguồn con giống tụi con làm xong mà đem về, người ta sẽ tính giá theo cây mà. Giá của cây lan hài khi mà xuất ra từ trong phòng thí nghiệm người ta trả lại cho mình, trả cây lại cho mình thì giá người ta sẽ tính đầu cây. Tùy vào trung tâm người ta gieo nhé mọi người nhé. Cái này là không biết được cụ thể giá chính xác đâu. Đó. Thì chỉ có những cái cây vừa ở trong bịch đó, thì mới có giá vài chục nghìn thôi. Còn cây mà bằng cái cây thành phẩm như bên kia, hoặc là cây như thế này nè. Đây là cây có thể xuất được rồi nè. Thì giá không bao giờ dưới 100 ngàn. Mọi người thấy không? Con gửi cần rất là lâu rồi. Mấy năm rồi bây giờ mới về được bằng này cây. Đó là chưa tính cái thời gian mà con chăm cây tới lúc nó đạt được cái size mà để xuất ra thị trường như thế này nữa mọi người nhé. Rất là lâu luôn. Đó. Cho nên cơ sở nào để biết đó là cây lai? Thì cơ sở chính là cái người đầu tiên mà làm ra cái con giống này. Chỉ có mỗi họ là biết được chính xác cây nào là cây bố, cây nào là cây mẹ và mặt hoa cụ thể. Nói chung là toàn bộ thông tin chính cống, thông tin chính thức là nằm hết ở cái người làm ra con giống đó. Và thông tin tiếp theo, gọi là cái thông tin đại chúng á, đó là thông tin chung của họ, thông tin riêng của họ rồi. Bây giờ đây là thông tin của đại chúng, có nghĩa là khi mà người ta thực hiện xong cái phép lai này và nó thành phẩm, có cây, có hoa rồi thì người ta sẽ đăng ký tên. Đầu tiên là người ta sẽ đăng ký phép lai trước, có nghĩa là trước khi mà có cây á là người ta đã đăng ký phép lai rồi. Người ta sẽ nhờ một cái người chuyên nghiên cứu hoặc là chuyên làm về cái việc đó ở quốc gia của họ, chẳng hạn như Việt Nam chúng ta thì chúng ta tìm những cái người chuyên nghiên cứu về thực vật học á, những người mà biết làm bên cái việc đăng ký tên á, chúng ta nhờ họ. Rồi sau đó là hoặc là chúng ta cũng tự làm cũng được, nhưng mà cái việc này con không biết lắm mọi người nhé, nhưng mà hầu như là nhờ những cái người mà có khả năng làm á, nhờ họ. Họ đăng ký tên cho mình, họ sẽ lấy thông tin của mình, họ gửi qua bên trung tâm. Rồi họ, cái bên trung tâm á, là người ta sẽ tra cứu ở trên hệ thống. Không phải có một mình làm phép lai đâu mọi người, rất là nhiều người làm luôn. Khi mọi người lên cái bảng thông tin về đăng ký tên á, nó ti tỉ, đếm không được luôn, nhiều kinh khủng luôn. Nhưng mà họ có một cái mã để họ gõ, khi mà họ gõ là nó sẽ ra cái thông tin ngay lập tức luôn. Kiểu như nó có một cái chốt á, khi chúng ta chạm vào cái chốt nó sẽ ra cái cần thiết của mình á. Thì đó họ sẽ kiểm tra là nếu như cái mã của mọi người gửi đi á, tức là cái thông tin phép lai nè, họ mọi người đăng ký á, mà đụng hàng với lại của người ta á, là họ sẽ không đồng ý đăng ký cho mọi người nữa, tại vì đã có người đăng ký trước rồi đó. Rồi sau này mọi người đăng ký xong mà có hoa rồi á, mọi người muốn đăng ký tên nữa thì mọi người lại tiếp tục đăng ký tên. Nhưng mà cái việc làm này á, cái việc đăng ký tên, đăng ký phép lai á, nó rườm rà, mất thủ tục, rồi nó tốn tiền nữa. Cho nên là con, mọi người thấy đó, con rất là ít khi nào mà lên các cái video bán hàng. Con nguồn kinh phí riêng của con rất là ít, cho nên là con không đủ điều kiện. Tại vì cứ một mã like là sẽ mất một cái khoản tiền, chứ không phải là chúng ta đăng ký 10 mã là chúng ta cũng mất có nhiêu đó tiền, không có đâu. Cứ một mã like là một khoản tiền nho nhỏ để chúng ta gửi cho họ để họ làm, khá là tốn tiền. Tại vì họ làm nó phải làm không công đâu mọi người. Đó, thì cho nên là kinh phí nó không có. Thì thông tin thứ nhất là từ cái người đầu tiên làm ra, thông tin thứ hai là trên dữ liệu người ta đã lưu thông tin trên đó rồi đó. Còn nếu như mà chúng ta thắc mắc thì chúng ta cứ gõ cái tên đầy đủ của nó lên Google, chúng ta tìm các cái thông tin. Tại vì mọi người biết sao, nếu như mà con không đăng ký á, thì những cái cây lan hài của con này con có thể đặt tên theo cách của con, nhưng mà chỉ được mỗi mình con công nhận thôi và người chơi Việt Nam chúng ta biết tới thôi. Còn nếu như chúng ta muốn cho bạn bè quốc tế biết tới thì chúng ta phải đi đăng ký tên. Khi mà đăng ký tên thì cái thông tin của nó khi mà thành phẩm có hoa rồi á, sẽ được công bố rộng trên toàn thế giới. Tất cả những người chơi chung một bộ môn lan hài người ta sẽ biết tới cây của mình. Nó giống như kiểu chúng ta đăng ký bản quyền, giống như kiểu như là Vina Cà Phê á. Khi nhắc tới Vina Cà Phê là khá là rất là nhiều người biết, kể cả người trong nước, người nước ngoài. Vì Vina là một cái thương hiệu. Thì cái cây lan hài khi mà đã được đăng ký tới tên rồi á, chẳng hạn như cái tên Modi rồi nè, được rất là nhiều người biết. Hài Modi như con nói hồi nãy rồi, không phải Việt Nam chúng ta là người chơi đầu tiên đâu. Người nước ngoài người ta làm nó con giống, như lên họ là người chơi đầu tiên. Họ chơi rộng rồi, sau đó Việt Nam chúng ta mới biết tới nó và chúng ta đưa về. Cho nên là cái cây lan hài rất là rộng, rất là phân bố rất là rộng về cái hình thức chơi trên thế giới rồi. Đó. Cho nên là bây giờ nếu như mà muốn cho nó thông tin nó rộng hơn á, đối với cây của con thì con cũng phải đăng ký, nhưng mà hiện tại là con không có đủ điều kiện để làm cái điều đó. Đó. Khá là tốn tiền, tại vì nhà con làm nhiều lắm, nhà con làm chắc phải hơn 100 mẫu like rồi, hơn 100 phép like rất là nhiều. Bây giờ mà đi đăng ký hết bằng đó chắc phải ối tiền đó mọi người. Còn bây giờ đó là những cái gì mà con nói về cái làm sao để biết được, xác định được là cây là cây like các thứ. Thì bây giờ
con đã chỉ, con đã tâm sự mọi người cỡ đó rồi. Bây giờ mọi người còn thắc mắc được nữa thì mọi người chỉ có hỏi các nhà, các cái chuyên gia về nghiên cứu thôi, chuyên về cái mảng này mọi người hỏi họ thôi, chứ còn con thì con chỉ biết lý giải được tới đó thôi mọi người. Tại vì con cũng là một người mới vô sân, mới vô sân về cái mảng lai tạo này, cũng không có rành về nhiều cho lắm. Khi nào mà con nắm chắc được rồi thì con mới dám nói chắc với chồng mọi người điều đó sau nha mọi người nhé. Rồi, đó là cái thông tin về nguồn gốc về phép lai. Bây giờ con sẽ tâm sự với mọi người về một số cái điều thắc mắc của mọi người. Có một số người chúng ta, có người chúng ta thắc mắc á là cây lan hài Vân Nam, con nhầm, cây lan hài Mâu Đi có được gọi là Vân Nam lai hay không? Đương nhiên, cái này là không ai có thể từ chối được. Tại vì phiên bản của nó là hài Vân Nam lai với lại hài Norensium mà. Cho nên là mọi người được quyền, được tự do gọi nó là Vân Nam lai hoặc là cây Norensium lai, được nhé mọi người. Thậm chí mọi người không thích gọi là Vân Nam lai hay không thích gọi là Mâu Đi, mọi người gọi cái này là cây hài, không cần tên luôn, gọi là cây hài thôi, hoặc là gọi là cây hài vệ nữ, hoặc là gọi là cây hài gạch, rồi cây hài củi, rồi cây hài gì đó, tùy mọi người. Cây hài mèo, cây hài khỉ, thích gọi gì thì gọi đó, gọi tùy mọi người. Nhưng mà đó là cái tên gọi ở nhà. Còn cái tên Vân Nam lai hoặc là Norensium là tên chính cống của nó. Tức là có nghĩa, mọi người hiểu sao, có nghĩa là phiên bản của nó là được lai từ bố và mẹ, cho nên là mọi người có thể gọi là Vân Nam lai hoặc là cái Norensium lai. Giống kiểu một đứa bé khi sinh ra á, người ta gọi, ví dụ như bố nó tên là Dũng đi, thằng Dũng con đó, người ta có thể gọi đây là thằng Dũng con, hoặc là mẹ nó tên là Hương đi, Hương con đó, người ta gọi như thế đó mọi người. Thì cây này cũng có thể gọi như vậy. Nhưng mà riêng ở cây hài Mâu Đi, chúng ta không bàn về cái việc nói về cái đứa bé nữa, chúng ta nói về cây Mâu Đi. Đó là chúng ta có thể gọi như thế. Nhưng mọi người lưu ý, cây Mâu Đi nó còn được lai qua rất là nhiều đời sau này nữa. Theo tài liệu mà con đọc được á, thì cái cây lan hài Mâu Đi này là được cái người ta làm con giống, như kiểu nãy con nói là cái người đầu tiên làm nó con giống, người ta đăng ký á, là nó được đưa ra thông tin từ năm 1900. Con đọc thông tin không nhầm là từ năm 1900 là cây này được thế giới ta biết tới rồi. Rồi mọi người nghĩ đi, từ cái khoảng thời gian đó cho tới bây giờ, người ta còn làm rất là nhiều các cái phép lai của nó nữa. Nó lai có rất là nhiều đời luôn. Cho nên là mặt hoa của nó còn rất là đa dạng, và khuôn hoa của nó còn vượt trội rất là nhiều so với lại cái phiên bản trước của nó nữa. Đó, cho nên là nếu như chúng ta gọi là Vân Nam lai thì nó chung quá rồi, nó không có hợp lý về sau này cho lắm. Gọi thì cũng được, nhưng mà nó lại không hợp lý cho cái mảng Mâu Đi lai đời sau này. Đó, cho nên chúng ta nên gọi là Mâu Đi. Mâu Đi là tên chung rồi, tên chung không riêng gì ở Việt Nam mà cả ở trên thế giới người ta dùng cái tên chung. Thậm chí người ta thấy cái cây Mâu Đi đỏ xanh này nè, người ta cũng không ghi là Mâu Đi green đâu, người ta sẽ ghi là Mâu Đi thường thôi, ghi cái chữ Mâu Đi là xong rồi. Còn bình thường cây này nha, nó sẽ có tên là Paphiopelum Maudii green, green tức là màu xanh đó mọi người. Nhưng mà người ta thích, người ta có thể bỏ cái chữ màu xanh lên, xong người ta dùng cái tên chung, vì đây là cái tên chung của nó rồi, chúng ta gọi như thế cũng được. Hoặc là Mâu Đi đỏ sẽ có là Paphiopelum Maudii vinicolor, người ta cũng bỏ luôn cái chữ vinicolor là sau, người ta chỉ giữ một cái chữ Mâu Đi thôi. Người ta nhìn cái bông hoa ta cũng biết là màu đỏ rồi, vì đây là tên chung của nó, người ta chỉ cần biết cái nguồn cội của nó là Mâu Đi là người ta đã hiểu rồi. Cho nên là khi lên các cái hội nhóm lan hài thì mọi người nên sử dụng nha. Vì cái chữ Mâu Đi xanh và Mâu Đi đỏ nó được du nhập vào Việt Nam từ rất là lâu rồi. Cái nguồn gốc hài Mâu Đi nó vào Việt Nam từ khi nào con không biết, tức là từ cái năm nào mà nó vào được Việt Nam thì con không rõ. Nhưng mà con chắc chắn là nó đã vào Việt Nam khoảng vài chục năm rồi, rất là lâu rồi. Chúng ta muốn biết rõ thì chúng ta phải hỏi những người chơi đời đầu, những người đầu tiên nhập những cây này về Việt Nam thì họ mới biết chính xác được là cây này về vào năm bao nhiêu ở Việt Nam mình, con giống nó về đó. Cho nên là chúng ta sử dụng cái tên xanh và tên đỏ là ok nhất. Cứ cây nào cho hoa màu xanh chúng ta gọi là Mâu Đi xanh, cây nào có màu hoa khác màu xanh này thì chúng ta gọi là Mâu Đi đỏ, chỉ vậy thôi, đơn giản, không có quá khó đến cho mọi người, đúng không ạ? Còn nếu như mọi người thích gọi Vân Nam lai thì mọi người phải mở ngoặc, đóng ngoặc, mọi người ghi tên bố và mẹ nó ra. Tại vì Vân Nam lai nó không chỉ lai mỗi cái thằng Norensium đâu, mà Vân Nam nhiều khi còn ta còn làm phép lai Vân Nam với lại hài vệ nữ, Vân Nam lai với lại hài táo, Vân Nam lai với lại hài hồng, Vân Nam lai với lại hài kim, Vân Nam lai có rất là nhiều các giống lan hài khác. Cho nên chúng ta gọi Vân Nam lai nó chung quá, chúng ta phải mở ngoặc tên bố và tên mẹ vào. Bây giờ mọi người thấy không, ghi Vân Nam lai rồi ghi tên bố tên mẹ, hay là mọi người thích chọn cái chữ là Mâu Đi xanh hoặc Mâu Đi đỏ, mọi người thấy cái nào ngắn gọn hơn?
chúng ta sử dụng cái màu đi xanh hoặc màu đi đỏ, nó sẽ ngắn gọn hơn, nó đỡ chúng ta về cái việc gọi là dài dòng đó, chúng ta chỉ cần như thế là xong. Còn cái chữ màu đi, chữ Lan Hải Vân Nam Lai á, nó chung quá rồi mọi người nha. Như con nói hồi nãy, nó like rất là nhiều. Vân Nam nó không chỉ like một cái thằng đó để tạo thằng này đâu, nó còn like rất là nhiều giống hài khác để tạo được các cái mặt hoa, các cái tên khác nữa. Cho nên chúng ta gọi Vân Nam like nó chung quá rồi. Đó, thì đó là tâm sự mọi người về cái phần có được gọi là Vân Nam like không, thì xin nói lại là được gọi. Nhưng mà tốt nhất vẫn là dùng là Maudi xanh hoặc Maudi đỏ để gọi chung nhé mọi người nhé. Còn nếu như chúng ta muốn chuyên sâu về hài Maudi thì chúng ta phải tìm hiểu và chơi tập trung vào Maudi thì chúng ta sẽ biết được kỹ hơn về nó. Con thì cũng chỉ là người sưu tầm thôi, con cũng không phải là người chuyên sâu về hài Maudi. Con chỉ chơi gọi là thích gì chơi đó đó. Và tiếp theo là có người băn khoăn đó, là cái cây Maudi này nè, có được gọi là cây Vân Nam Va hay không? Nó cũng là từ cái video trước mà ra, bây giờ con sẽ thuật lại cho mọi người nhé. Là ở video trước con nói như sau, con kêu á là mọi người nhìn đây, con để cái hình trên này nha, cái hình. Đó, mọi người nhìn cái hình này là hai cây Vân Nam Va này, còn cây này là cây Maudi xanh này. Đó, thì con nói như sau. Đó, mọi người nhìn thấy không ạ? Cái cây Maudi xanh và cây Vân Nam Va nhìn nó có nét giống nhau. Nếu như chúng ta không chơi chuyên về cái mảng đột biến á, cái cây va này gọi là đột biến nè mọi người, thì chúng ta nếu như chúng ta chơi chuyên về mảng đột biến thì chúng ta tìm những cái cây hài Vân Nam thuần chủng chúng ta chơi cho nó chuẩn xác. Còn nếu như mọi người không quan tâm đến việc đột biến, mọi người thích những cái hoa màu xanh như thế này mà nhìn nó có nét giống Vân Nam, thì tốt nhất mọi người nên mua cây hài Maudi. Tại vì nhìn mọi người thấy không, hai cái phiên bản này nhìn nó ná ná giống nhau đúng không mọi người, nó nhìn nó ná ná giống nhau, cho nên mua cây Maudi cho nó rẻ. Tại vì một cây hài Vân Nam đột biến á, giá rất là đắt, giá của nó không dưới 4 triệu một cây. Còn đối với lại cây hài Maudi, giá nó chỉ khoảng tầm cỡ dưới 400 ngàn cho một chậu thôi là chúng ta có rồi. Vậy làm sao để nhận dạng được nó? Thì hài Maudi khuôn lúc nào cũng sẽ to hơn hài Vân Nam của mình. Khuôn nó sẽ to hơn hài Vân Nam của mình, và cái nét hoa của nó lúc nào cũng sẽ chững chạc và nó dày hoa hơn so với lại Vân Nam của mình. Nói chung là nhìn cái bông của hài Maudi xanh á, nó công nghiệp lắm, còn bông của cái thằng hài Vân Nam đột biến á, nhìn nó thô, nó nhìn cái chất của nó y kiểu như là bộc lộ lên cái chất của rừng á, cho nên mọi người nhìn thấy cái bông của nó nhìn nó thô lắm. Mọi người nhìn nè, bông Maudi nè, bông Vân Nam phải không? Bông Maudi lúc nào nó sẽ to hơn so với lại hài Vân Nam. Lúc nào chắc chắn cũng sẽ to hơn so với hài Vân Nam. Đó, cho nên là khẳng định lại một lần nữa. Maudi là Maudi, Vân Nam Va là Vân Nam Va, không thể gọi hài Maudi là Vân Nam Va, không bất kỳ một người nào chấp nhận. Như con nó nói từ nãy giờ, con nó rất là nhiều lần là hài Maudi là cây lai, muốn gọi Vân Nam Va trừ khi nó là một cây Vân Nam thuần chủng. Mọi người nhìn, con để lại cái hình một lần nữa nha, mọi người nhìn đây, đây là cây hài Vân Nam Gia Lai, trừ khi cây Vân Nam này nó đột biến ra cái màu xanh này, tức là nó mất hết cái sắc tố màu hồng này của nó, chỉ còn màu xanh màu trắng thôi, thì lúc này mới được gọi là cây Vân Nam Va. Và tên va của nó ngay bên dưới con để cho mọi người xem, Papilium colossum FMA chấm một cái nha. Bởi vì cái chữ FMA là viết tắt, chấm một cái, cách ra, ghi chữ album vào. Con xin đọc lại nha, Papilium colossum FMA album. Hoặc là mọi người có thể gọi theo kiểu Việt Nam mình là va album cũng được. Nhưng mà bây giờ các nhà khoa học người ta đã bỏ rồi, bỏ cái chữ va rồi, người ta dùng cái chữ FMA. Dùng FMA là chính mọi người nhé, FMA. Ngày xưa là Anba cơ, nhưng mà bây giờ người ta không dùng cái từ Anba rồi, không biết lý do tại sao, nhưng mà hầu như bây giờ họ không dùng từ Anba nữa, mà người ta dùng từ album để nói về cái đột biến. Còn cụ thể về cái mảng đột biến thì con chịu nha, con chỉ theo cái hướng chơi có sẵn thôi. Đó, muốn gọi là Vân Nam Va trừ khi nó là một cây Vân Nam thuần chủng thì mới được gọi là Vân Nam Va. Còn cây Maudi là cây lai rồi, nó không có thuần chủng, nó là Maudi. Tại vì nó là một cá thể độc lập rồi, một giống lai độc lập rồi, nó không có, bây giờ nó là một đứa con của bố mẹ rồi. Đó, chúng ta không có lôi bố mẹ vào đây nữa, nó là Maudi nhé mọi người, Maudi xanh. Thằng này ngày xưa đó là nó có tên va của nó, nhưng mà người ta không dùng cái tên va nữa, mà người ta dùng là Papilium Mariae Green, tức là màu xanh đó, và một số cái tên khác đằng sau nữa. Đó, như con nói hồi nãy ở bên nước ngoài đó, chẳng hạn như Maudi xanh này nè, có những cây nó sẽ bạch tạng, và một số cây nó sẽ có những cái điểm như đó đặc biệt, người ta sẽ đặt những cái tên phụ đằng sau, green tip hay là bất gì cái tên gì đó đằng sau. Màu đi đỏ cũng vậy, cho nên cây này á bây giờ người ta không gọi là va gì nó nữa, mà người ta gọi là green luôn, tức là màu xanh.
thằng này nha không tin. Bây giờ mọi người không tin con, mọi người cứ khăng khăng mọi người kêu đây là cây banh nam ba, thì mọi người chụp nguyên cái hình này, ở trên này có cái tên của con nè, Toán Rồng Qua Đời nè, mọi người chụp, mọi người đưa lên trên các cái hội nhóm Lan Hài á, cái cộng đồng cho Lan Hài, mọi người đăng một cái bài viết, mọi người ghi là thằng Toán nó kêu cây này không phải cây banh nam, mọi người vô xem giùm tôi cái, thì cây này bảo đảm mọi người luôn, cái người mà chơi được 5 tháng người ta cũng biết đây là cây hài mô đi, không ai gọi là Vân Nam, không có một ai công nhận cả. Muốn gọi là Vân Nam Va trừ khi nó là một cây hài Vân Nam thuần chủng. Thuần chủng nha mọi người nha. Còn cây này là cây Modi Sen, ai cũng biết đăng lên đó là người ta cười cho đó mọi người. Rồi bây giờ con sẽ nói về cái việc phân biệt cái vấn đề này khá là nhiều người chúng ta để ý tới này. Nếu như xét về video này khá là dài mọi người nha, tại vì video là nói chung về hài Modi, tâm sự về hài Modi. Nếu như xét về hoa, chúng ta để hai cái hoa nó gần nhau, thì bông lan hài Modi, mọi người nhìn thấy cái khuôn hoa của nó mà nhìn sơ về khuôn, cái này là thường là sẽ rơi vào những người chúng ta đã mới chơi, mới tìm hiểu về lan hài Modi, đặc biệt là hài Modi, thì chúng ta rất là khó để chúng ta phân biệt, vì cái hướng nhìn của chúng ta là chủ yếu là nhìn chung, chúng ta chưa có nhận dạng được, lý do là chúng ta chưa sưu tầm được nhiều, đây là lý do duy nhất thôi, cũng là lý do quan trọng nhất. Muốn phân biệt được thì phải sưu tầm nhiều, phải sưu tầm nhiều hoặc là xem hình ảnh nhiều để có cách để mà hướng để mà nhận dạng. Còn nếu như chúng ta ít sưu tầm hoặc là chúng ta ít nhìn hình ảnh á, ít tìm hiểu thì chúng ta rất là khó, chúng ta chỉ có nhìn vào cái hướng chung thôi. Nhìn vào hướng chung thì nó khá là giống nhau, nhưng mà nhìn kỹ vào nó, khuôn hoa của hài Modi lúc nào cũng sẽ khác với lại khuôn hoa của hài Vân Nam. Cái khuôn hoa nha, cái nét hoa nha. Còn cái sắc tố vân các thứ thì chúng ta không bàn tới mọi người nha. Đó, về khuôn hoa nó khác hoàn toàn so với lại hài Vân Nam. Kết cấu hoa thì hài Modi luôn luôn hoa sẽ to hơn so với lại hài Vân Nam. Nếu như nhìn vào kiểu hoa, còn về màu sắc thì mọi người cứ nhìn đây nè. Con để cái hình hài Modi đỏ bên này. Chúng ta không nói về hài Modi xanh nha. Chúng ta nhìn nói về hài Modi đỏ thì vì hài Modi đỏ nhìn nó khá giống với hài Vân Nam. Nếu như nhìn vào cái hướng chung, mọi người nhìn hình ảnh đó. Nếu như nhìn vào hướng chung thì nhìn có nét thì chúng ta thấy cảm giác nó giống. Nhưng chúng ta nhìn kỹ vào cái màu sắc trên hoa và cái những cái điểm đặc biệt ở trên cái bông hoa, những cái sắc tố mà được lai giữa hai dòng lại với nhau, mọi người nhìn thấy không? Và lai nhiều đời lại với nhau. Con bảo đảm những cây hài Modi là được lai nhiều đời rồi nè. Đó, cây đó lai nhiều đời rồi vì nhìn nét hoa rất là khác so với lại phiên bản đời đầu của nó. Mọi người nhìn thấy không? Nó khác, nó có điểm nào giống đâu, chúng ta nhìn kỹ. Chúng ta nhìn tổng quát, nhìn sơ thì nó giống, nhưng mà nhìn kỹ thì nó khác, nó không có giống một cái tí nào gọi là giống hài Vân Nam hết. Tại vì trên cơ sở căn bản đây là cây lai rồi. Đó, nó chỉ thừa hưởng cái gen di truyền thôi. Nó chỉ mang một phần nào đó cái nét của bố và mẹ rồi. Gọi là sự hòa trộn đó mọi người. Thì đứa con sinh ra mà nó phải có một cái nét nào đó giống bố mẹ chứ. Chứ giờ nó khác quá, giờ giống ông hàng xóm rồi, kỳ lắm. Đó là xét về hoa. Hoa nở ra là chúng ta sẽ biết liền. Đặc biệt là hài Modi đỏ. Modi xanh cũng có nhiều bông, Modi xanh nhìn nó thô nha, cũng có. Rồi bây giờ sẽ nói về cái nhận dạng về lá. Nếu như xét về lá thì cái phần này con không có dám hứa chắc với mọi người là con giúp mọi người được cái phần nhận dạng này đâu nha mọi người. Hơi khó. Nếu như là người mới chơi, người mới sưu tầm thì nhìn vào lá nó chung lắm, khó để biết. Mọi người nhìn. Bây giờ con sẽ đặt bên này để chúng ta nói nó sẽ rõ hơn. Video này chắc là dài, chắc là video đầu tiên dài nhất của con luôn đó mọi người. Mấy cái video như này khá là dài, nhưng mà nó mong sẽ giúp mọi người được phần nào đấy. Rồi, mọi người nhìn vô, nếu như xét vào lá. Đây, để luôn cái hài Vân Nam bên cạnh. Chậu Vân Nam, đây là hài Vân Nam nha. Để luôn ngay bên cạnh. Rồi, mọi người nhìn đi. Nếu như xét vào lá, những ai chúng ta chơi lâu có thâm niên về lan hài trên 1.5 năm đổ đi, hoặc là những ai mà chúng ta nhìn hình ảnh tốt á, thì chúng ta khoảng tầm 2-3 tháng là chúng ta đã có cách để nhận dạng rồi. Đó, nhìn vào thân lá. Nói chung cái cây hài Modi hàng công nghiệp mới mua về, cái hàng mới, đây là hàng mới này, nhìn cái tướng cây rất là công nghiệp và nó được trồng trong những cái chậu mùn dừa hoặc là chậu vỏ thông đó, cái chậu như này nè, kiểu như này nè, hoặc là cái cốc nhựa nó người ta trồng ở trong đó. Nhìn cây rất là công nghiệp nha, công nghiệp cực kỳ luôn. Mọi người chơi hàng công nghiệp với lại hàng rừng nhiều là mọi người sẽ thấy được cái nét của công nghiệp ngay trong đó. Thứ nhất là nhìn vào cái cách người ta trồng, cái tướng cây khi phát lên từ nhỏ tới lớn rất là công nghiệp. Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể nhận dạng sơ qua thôi. Còn nhìn về lá, nếu như nhìn chung, nói thiệt mọi người á, cây Modi mà trồng lâu đời ở trong nhà mình nó thành một bụi như vậy rồi á, khá là khó để nhận biết được. Hơi khó nha mọi người nha, hơi khó.
Nhưng mà chắc là con không có bàn tới việc lá ở đâu, tại vì con cũng không có cái cách nào để mà nhận dạng nó, như cây hài mô đi được trồng ở trong nhà mình rất là lâu. Trồng lâu rồi thì không biết, tốt nhất là đợi hoa. Chỉ có hoa là biết được mô đi với lại Vân Nam thôi. Và có người chúng ta cảm thấy hài mô đi nó giống với hài Vân Nam đúng không ạ? Nó không chỉ giống với hài Vân Nam đâu. Có nhiều người chúng ta cứ bị sợ mua sai cây, mua mô đi mà lộn sang hài Vân Nam á. Vân Nam giá nó có mấy chục nghìn thôi mọi người, không có ai lấy Vân mau đi mà bán Vân Nam đâu. Đó, Vân mau đi nó giá của nó từ 200 ngàn đổ đi không à. Còn mà Vân Nam là mấy chục nghìn cũng có, hơn 100 nghìn một cây thôi, cây thuần đó. Đó. Cho nên là mọi người cứ sợ bị nhầm. Cứ yên tâm, phần cuối con sẽ chỉ cho người chỗ mua để mọi người không sợ điều đó. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tâm sự về cái việc nhóm lá nha. Mọi người nhìn thấy nó giống hài Vân Nam cũng đúng thôi. Tại vì nó được xếp vào, nếu như con nha, nếu như con thì con sẽ xếp nó vào cái nhóm lá vân giống như kiểu Vân Nam. Bây giờ con sẽ nhấn mạnh này, nhóm lá có vân giống như kiểu Vân Nam. Đó, mọi người thấy con hay nhắc về cái chủ đề này, nhóm lá vân giống như kiểu Vân Nam không ạ? Đây mọi người nhìn này. Đó, nhóm lá vân giống như kiểu Vân Nam. Bởi vì tại sao con lại dùng cái Vân Nam mà giống như kiểu Vân Nam? Bởi vì người chơi lan hài Việt Nam chúng ta chỉ biết tới hài Vân Nam thôi. Cho nên là cái nhóm lá của nó, con sẽ mượn cái tên của nó là hài Vân Nam để con hình dung cho mọi người thấy được những cái cây lan hài có cái nhóm lá giống như cây Vân Nam thì sẽ như thế nào. Đây. Rồi bây giờ mọi người thử đoán xem ở trong đây tổng cộng có bao nhiêu loài lan hài. Trong cái khay này thôi nha. Đây trong cái khay này nè. 12 cốc, tức là 12 cái chậu ươm này nè. Mọi người đoán xem có bao nhiêu loài. Con nghĩ chắc là sẽ có một vài người đoán nó được một vài cây rồi đúng không ạ? Mà không biết mọi người đoán chuẩn hay không thôi. Ở trong đây tổng cộng là 12 cốc, là 12 giống lan hài khác nhau, 12 loài lan hài luôn mọi người nhé. Bây giờ con sẽ cho mọi người xem nè. Thứ nhất, đây là cây Javanicum. Đó. Thứ hai, cây này là cây... cái gì nhỉ? Đây, Bumbelagi. Cây này con hay bị quên tên đó, Bumbelagi, rừng Indo. Cây này là cây Superbin. Rồi cây này là cây Sukakuli. Cái này rừng ở gần Việt Nam mình này, hình như ở Lào sao con không rõ nữa. Con sưu tầm về rồi không chả rõ lắm. Đây, cây này là cây hài táo nè. Hài táo của rừng Bình Định. Con sưu tầm theo vùng miền. Cây này là cây hài Vân Bắc nè. Đây Vân Bắc nè. Cây này là cây Sangi. À cây Sangi đúng rồi, Sangi, Sangi. Đây Sangi. Còn cây này là cây hài con mới mua về. Cây này là cây Bunleianum. Rồi cây này là cây hài, đây mới là cây hài Vân Nam này mọi người. Hài Vân Nam này mọi người đoán chuẩn không ạ? Mọi người biết, mọi người nãy giờ mọi người đoán được cây Vân Nam chưa? Đây hài Vân Nam này. Còn cây này là cây Tôn Sâm. Cây này là cây Rotmanhi, rừng Indo. Cây này là cây Lulatum. Lulatum cũng rừng Indo mọi người đúng không? 12 là lan hài mà không phải chỉ có mỗi 12 loài ở đâu. Nó còn rất là nhiều các loài lan hài khác có cái bộ lá giống với hài Vân Nam. Cái này là con chỉ mới sưu tầm được có 12 loài này thôi. Và trên thế giới còn rất là nhiều những cái lan hài có nhóm lá giống với lại hài Vân Nam như thế này nữa. Cho nên nó cái nhóm lá của nó không chỉ giống với hài Vân Nam đâu. Nó còn giống với cả các loài lan hài khác nữa. Đó là những người mới chơi chúng ta rất là khó về cái vấn đề này đúng không ạ? Rồi bây giờ đó mọi người nhìn thấy không? Nếu như xét về lá thì con không có cái cách nào để giúp mọi người, nếu như mà cây đó chúng ta trồng được một bụi như này, chẳng hạn như mọi người mua một cây như này nè, mọi người trồng khoảng tầm 4-5 năm sau nó ra một bụi như này nè, thì nó thiệt là nhìn cái cây Modi xanh thì còn may ra còn đoán đoán được chút xíu, nếu như màu lá như này còn đoán đoán được nè, còn cái màu lá mà nó như thế này thì thôi chịu nha mọi người nha. Cái phần nhận dạng về lá thì con bó tay rồi đó, con không có cách nào để giúp mọi người, nhưng mà đối với con là mọi người chơi đã sưu tầm nó rồi thì con có một chút xíu cái kỹ năng để nhìn ra, nhưng mà cái kỹ năng này con cũng không biết diễn tả như nào mọi người được, cho mọi người biết được, cho nên là con cũng không bàn trong này nhé. Rồi trước khi nói về cái chỗ để mua cây lan hài Modi thì con cũng phải nói một chút xíu về tập tính của nó. Cái này mọi người cũng rất là cần, tại vì cây lan hài Modi là cây chung, cây của rất là nhiều người chơi trên toàn thế giới, và hầu như đất nước nào những người chơi lan hài họ cũng có ít nhất 1-2-3 chậu hài Modi trong nhà của mình. Bởi vì hài Modi rất là dễ tính, nó là một giống lan hài có thể chịu được đa khí hậu, tức là về vùng khí hậu nóng nó vẫn chịu được bình thường mọi người nhé. Quan trọng cái giàn của chúng ta nó thiết kế nó mát mẻ là được, còn cái khí hậu nóng nó chịu được. Khí hậu đây tức là mọi người đang đứng ở dưới mát mà mọi người thấy cái hơi nóng nó bốc vào đó gọi là khí hậu nóng, còn cái
mát, đây là chúng ta che nắng cho lan hài, thì dàn của chúng ta chỉ cần giảm được cái lượng nắng tốt nhất cho lan hài, và dàn của chúng ta thiết kế mát mẻ là chúng ta trồng được hài Modi và một số giống lan hài khác của Việt Nam cũng như là trên thế giới mọi người nhé. Đối với hài Modi, đây là một giống lan hài dễ tính, dễ trồng, dễ thuần, dễ sưu tầm, giá cả thì lại quá là hợp chăng với mọi người luôn. Tại vì giá của hài Modi một cây như thế này nó sẽ dao động khoảng tầm từ gần 200 ngàn cho tới khoảng tầm gần 400 ngàn, 450 cho một cây. Còn nói mức giá nó cao tí xíu để cho mọi người chúng ta đỡ bị ngạc nhiên khi mọi người hỏi giá. Tại vì có một số cây người ta bán giá 400 nghìn một chậu, nó còn phải tùy vào cái chất lượng cây nữa mới có giá đó. Nhưng mà giá nó nói chung là dao động từ 450 tới khoảng tầm gần 200 nghìn cho một chậu nhé. Bây giờ con thấy mà người ta bán nhiều lắm, bán quá trời ở trên các cái hội luôn. Mọi người đã nói mọi người mua, thậm chí là có một số kênh YouTube người ta cũng nhập hàng mà người ta bán rồi mọi người. Hàng nụ nhiều lắm, hàng đang nụ chuẩn bị hoa luôn, mọi người mua về mọi người chơi cũng được. Rồi, đó là nói về một chút xíu về cái tập tính của nó. Dễ tính, dễ trồng, dễ thuần, dễ sưu tầm. Rồi bây giờ con sẽ nói về giá thể nha. Riêng giá thể thì thứ nhất con phải nói cái đầu đã rồi mới nói mọi người về cái tỷ lệ được. Thứ nhất mọi người mua cái đá bọt này nè. Đây là cái đá bọt Mumeke, cái đá bọt xám á, đá của Indo á mọi người. Cái đá này chúng ta thường hay lọc hồ cá này, hay là mọi người dùng để lọc nước, hoặc là mọi người mua về mọi người chơi thủy sinh rồi trồng cây kiểng các thứ á. Đây cái đá này, đá này bán ở ngoài thị trường này. Đó. Mọi người mua cái size nhỏ nha, mọi người nhớ kỹ cái size này. Khi nhắc tới cái giá đá này mọi người mua cái size chung nha, là size của nó là từ 6 cho tới 9mm, bởi vì cái đá này nó còn size còn nhỏ hơn cái size hồi nãy con vừa kể nữa. Đá bọt Pumeke size từ 6 đến 9mm. Còn bây giờ chúng ta sang vỏ thông. Đâu ta? Đây, ở đây có viên vỏ thông, đây, vỏ thông đây nè. Vỏ thông thì mọi người dùng cái loại vỏ thông size từ 6 cho tới 1,5cm nhé mọi người nhé. Từ 6 đến 1,5cm. Rồi, còn vỏ dừa, đặc biệt nhất là cái thằng vỏ dừa. Vỏ thông này con cũng khuyên mọi người nên mua cái hàng xử lý rồi. Đó. Còn cái hàng thường về nó nhiều khi nó dễ bị nấm lắm. Mọi người có thể lưỡng lự cái việc vỏ thông này cũng được. Mọi người có thể dùng hoặc là không dùng, tùy mọi người nha. Nhưng mà cũng nên cho một ít vào. Đấy là con sẽ nói về tỷ lệ, còn mọi người có thể bỏ qua cái tỷ lệ đó cũng được. Đối với lại vỏ dừa, tất cả những cái sản phẩm được làm ra từ vỏ dừa liên quan đến việc trồng trọt thì mọi người phải mua cái loại vỏ dừa xử lý. Còn riêng việc trồng hài thì mọi người nên mua chung một loại size rồi thôi nha. Đây là cái size chung này. Mọi người nhìn này. Cái hạt vỏ dừa á, cái cục của nó chỉ nhỏ bằng các đầu ngón tay thôi. Không nên mua cái loại cục bự nha. Cục bự là bự, đừng có mua nha. Mua cái loại nhỏ. Mọi người cứ nói người ta là mua cái loại vỏ dừa xử lý mà loại cục nhỏ nhất á, là người ta sẽ đưa cho mọi người cái thông tin đó. Mọi người về mọi người trồng nhớ nha, phải mua vỏ dừa xử lý. Tại vì vỏ dừa mọi người thấy đó, độ pH nó chưa được cân bằng, chưa được đạt khi mà chưa xử lý. Với lại rất là chát, nó không phù hợp cho trồng cây mới. Cho nên mọi người phải cân nhắc về cái vỏ dừa xử lý. Rồi bây giờ con sẽ nói về tỷ lệ như sau. Tỷ lệ thứ nhất, không có thứ nhất thứ hai đâu, chỉ có một loại thôi. Đây, 1kg giếng cộng đi với lại một lạng vỏ dừa, một lạng vỏ thông và một lạng lá bọt. Tỷ lệ và size các thứ con vừa mới nói rồi đó, mọi người canh, mọi người dùng riêng cái vỏ thông mọi người có thể bỏ hoặc là giữ, tùy mọi người nha. Mỗi thứ một lạng. Đây là tỷ lệ là con chỉ cho rất là nhiều người rồi, kể cả vùng nóng các thứ đó. Đây là giá thể mà chỉ chung cho mọi người chúng ta trồng các cái loài lan hài có nhóm lá giống như kiểu hài Vân Nam. Hài táo cũng dùng được, nhưng riêng hài Vân Bắc thì con không có giá thể cụ thể đâu. Tại vì hài Vân Bắc nó rất là khó tính nha, hầu như trồng giá thể là nó cũng bị hư. Hài Vân Bắc thì nó không được xếp vào nhóm lan hài dễ tính của Việt Nam đâu, mọi người lưu ý nha. Hài Vân Bắc rất là khó tính, tuy nó cũng là nhóm lá vân giống như kiểu Vân Nam á, nhưng mà nó lại khó tính. Còn tất cả những cây lan hài nào mà có nhóm lá vân giống như kiểu Vân Nam, mọi người trộn y cái giá thể hồi nãy để mọi người sử dụng. Ngoài ra khi trộn á, mọi người có thể bỏ thêm một lạng phân chuồn quế vào. Phân chuồn quế mọi người hãy lưu ý mua cái loại phân chuồn quế nào mà nó, đây mọi người nhìn này, cái hạt phân của nó không phải rã ra khi mà chúng ta dùng một thời gian nhé. Hạt phân là con dùng 2 năm rồi á mà nó chưa tan á. Mọi người nên mua cái loại phân tốt á, mọi người trộn thêm một lạng vào mọi người trồng á. Mọi người trộn thêm mọi người trồng, hoặc là mọi người trồng xong á, mọi người nếu như mọi người không trộn á thì khi mọi người trồng xong mọi người rắc vài viên thôi, khoảng tầm từ 5 đến 10 viên lên một cái chậu rồi. Và lưu ý đối với hài cái nhóm lá vân như này thì mọi người nên chọn những cái loại chậu này trồng sẽ tốt hơn. Thứ nhất, nếu như mọi người sử dụng cái loại chậu kín như thế này thì chúng ta nên đục một cái lỗ ngay dưới đáy này, ngay chỗ cái góc của đáy chậu luôn, đục vòng quanh nha, khoảng tầm 3 đến 5 lỗ là được rồi. Mọi người biết tại sao là phải đục không? Tại vì
những cái chậu này ở dưới nó bít như này. Thì nếu như chúng ta đục bên hông á, thì gió nó có thể đi lồng từ bên hông, chứ gió ít khi nào nó lồng từ dưới lên lắm. Nó thường sẽ lồng bên hông vô, nó thổi bên hông qua, thì nó sẽ thổi ở đây. Và chúng ta cái dàn, cái sạp chúng ta để nghiêng á, thì cái nước của nó sẽ chảy sang bên này bên kia, và nó có những cái lỗ này nó thoát nước rất là tốt đối với chậu kín. Còn chậu lỗ thì mọi người nên sử dụng cái loại chậu như này. Chậu này là một, chậu lỗ ngắn như này là hai. Mọi người lưu ý cái lỗ này, đây là lỗ ngắn này, còn đây là lỗ cao này, mọi người thấy không? Đây là lỗ cao này, lỗ cao này, lỗ cao này, lỗ cao này, còn đây là lỗ ngắn này, chỉ khoảng tầm cỡ một đốt tay đổ đi một tí xíu thôi mọi người nhé. Hoặc ở đây chậu lỗ ngắn này, loại chậu này nè, chậu lỗ ngắn này. Rồi về việc lót chậu, đối với các cây lan hài của nhóm lá vân này, mọi người nên sử dụng cho các loại chậu con vừa mới chỉ cho mọi người như sau. Rồi sau đó mọi người lót chậu như sau nha. Đối với tất cả những cái chậu nào mà bít lỗ mà chúng ta phải đục lỗ như này, thì chúng ta chỉ cần lót một lớp xốp ở bên dưới thôi. Xốp chúng ta bẻ hoặc cắt làm sao cho cái size xốp nó chỉ bằng khoảng tầm dưới hai đốt tay của mình, chúng ta lót vào bên dưới chậu. Tùy vào chậu nha, chậu càng to thì xốp phải càng nhiều một chút xíu nha. Đây là cái size chậu khoảng tầm bao nhiêu ta, đây là size chậu 14x15 thì lót một lớp xốp. Rồi size chậu 10, đây bao nhiêu nhỉ, 16x18 cũng một lớp xốp. Size chậu nó to hơn cái mức 18 á, là chúng ta lót hai lớp xốp mọi người nha. Còn một, nói chung là từ 16x18 đổ xuống á, thì chúng ta lót một lớp xốp. Còn các cái chậu còn lại chúng ta, cái loại chậu lỗ ngắn á, hoặc là lỗ như này, chúng ta không cần lót bất kỳ một cái gì ở bên dưới, tại vì nó rất là thoáng rồi. Chúng ta mà lót nữa là cái chậu của chúng ta nhanh khô lắm, chúng ta không nên lót cái gì nữa mọi người nhé. Rồi đó là con đã tâm sự mọi người về cái việc tập tính của lan hài Modi và về cái giá thể của lan hài Modi. Rồi bây giờ con sẽ nói về cái vị trí mua cho mọi người. Cái này thì nó thì là chỉ dành cho những người mới thôi. Còn những người chúng ta mà chơi từ 5 tháng đổ đi rồi thì mọi người cũng đã biết chỗ mua rồi đúng không mọi người. Còn đây những người mới nha, thì chúng ta vô các cái hội nhóm ở trên Facebook để mọi người mua, nó sẽ an toàn nhất đến cho mọi người. Còn mua ở trên YouTube á, thì hầu như á, là chủ yếu là các cái nhà vườn, những cái gọi là shop lan á, người ta nhập về để người ta bán thôi, chứ ta ít khi nào chơi những cái dòng người ta bán lắm. Kiểu như bán ứ thì người ta mới để trong vườn thôi, thậm chí họ trồng còn không đạt nữa. Cho nên là những cái người ở trên YouTube người ta bán hàng á, chỉ có một số người chúng ta, một số người bán ở trên đó là họ chơi, có chơi lan hài thì họ biết được kinh nghiệm, thì chúng ta có thể mua được từ họ. Còn một số cái nhà vườn chẳng hạn như vườn lan này, vườn lan kia là vườn lan họ. Đó, có một số vườn lan thì họ cũng chơi, nhưng mà nhiều thì đa số là không chơi, không chơi lan hài. Cho nên nhiều khi chúng ta mua cây ở trên nó cũng có một chút lo sợ, một chút thôi, chứ còn họ cũng không có muốn ý nào mà bán lừa đảo cho mình đâu. Còn tốt nhất là mọi người lên các cái hội nhóm lan hài, tại vì hầu như những cái người đó cũng từ lấy nguồn, cũng lấy nguồn từ trong một số các cái hội nhóm đó. Tại vì người ta chủ yếu đăng lên các cái hội nhóm người ta bán, xong rồi sau đó là người ta nhập hàng từ những cái người đó, gọi là sang tay lại để bán tiếp á mọi người. Thì con có 4 cái hội nhóm. Nó sẽ giúp mọi người chúng ta tốt hơn về chúng ta mua sưu tầm, tại vì 4 cái hội này á, mọi người biết là sao, quản trị viên người ta hoạt động liên tục, với lại thành viên ở trong này chủ yếu là các thành viên cựu ở trong này. Thì mọi người muốn biết về 4 hội nhóm đó thì mọi người nhắn tin cho con bên Zalo, con sẽ gửi hình ảnh 4 cái hội đó cho mọi người chúng ta cùng biết tới. Còn con không đăng trên này được mọi người nhé, tại vì có rất là nhiều cái lý do con không thể nào đăng trên này được. Mọi người cần nhắn tin cho con, còn không thì mọi người lên Facebook mọi người gõ hội lan hài, sau đó mọi người tìm cái hội nào mà mọi người cảm thấy chúng ta cảm thấy uy tín là chúng ta vô. Chứ còn trên này con không thể nào nói cụ thể được, con chỉ nói cụ thể một cái hội duy nhất thôi, tại vì hội này hội có quản lý. Đây mọi người nhìn này, hội này là hội lan hài Việt Nam, Slipper Orchid Việt Nam, Parfibulum và Cypripedium, đây là hội con quản lý nha mọi người nhé. Hội này thì không có bán lan hài, nhưng mà mọi người lên đây mọi người xem người ta đăng bài á, hoặc là mọi người đăng bài cũng được. Hội này nói chung là truyền tải tất cả những cái thông tin hình ảnh mà lan hài, mọi người đăng bài thoải mái, nhưng mà chỉ có không đăng bài bán hàng thôi. Trên này là không có cho bán hàng trên này. Đó, thì mọi người lên đây mọi người thấy người ta đăng những cái bài nào mà mọi người thích cái cây nào á, thì mọi người nhắn tin riêng với họ để mọi người mua nhé. Chứ còn trên hội này thì không có đăng bài bán hàng. Đó, thì vì con muốn tạo một cái hội để cho mọi người có một sân chơi về hình ảnh. Còn các cái hội khác thì họ cũng giống như con thôi, nhưng mà họ chỉ thêm một mục nữa, đó là mục có cho phép bán hàng ở trên hội. Đó. Còn hội con thì muốn truyền đạt thêm rất là nhiều hình ảnh về lan hài, cho nên là sẽ cắt luôn cái việc bán hàng ở trên hội này. Đó chính là hai cái thông tin cho mọi người để chúng ta sưu tầm lan hài. Mua lan hài Modi chuẩn giống mà an toàn nhất là lên các cái hội nhóm lan hài. Để vì khi mọi người mua ở trên đó hầu như là những cái người chưa lan hài lâu người ta bán rồi. Đó, cây thì lúc nào cũng chuẩn trên đó. Cái việc mà bán sai cây chủ yếu là rơi vào cây rừng.
hoặc là những cái cây hàng lai mà bị mất cái tem á, mất cái tên tên cây như thế này nè mọi người. Mất cái tên ấy người ta sẽ ghi là cây xổ số, không biết cây tên gì người ta cũng ghi rõ là như vậy. Đó, thì mọi người mua ở trên đó rất là an toàn nha. Vì vì con hầu như con sưu tầm ở trên đó nha, con tổng cộng bây giờ ở vườn con cũng phải hơn 300 cá thể lan hài rồi. Đó là chưa tính những cái cây lan hài lai của con nữa mọi người, rất là nhiều. Thì con mua ở trên đó là hầu như không có bị sai một cái gì cả, toàn chuẩn thôi. Đó. Rồi đây là tất cả những gì mà con tâm sự với mọi người về chủ đề lan hài Modi. Đó. Con mong là video này sẽ giúp ích được cho mọi người về cái việc sưu tầm con giống. Mọi người yên tâm khi mà mua lan hài Modi thì con đã nói đây là hàng công nghiệp, mọi người không phải lo về cái việc sai mặt hoa nhé. Không lo về cái việc sai mặt hoa, tại vì giống như con đây nè. Thế mọi người thấy không, con phải ghi cái thẻ số 22, số 16, số 14, số 13, số này số kia chẳng hạn, để con nhớ nó, con phân lô nó ra. Rồi sau này con ra chậu như này con cũng phải ghi cái thẻ đó kèm bên cạnh để mà đánh dấu nó. Chứ bây giờ mình bán sai cây thì bán sai cây chắc chắn là giá nó sẽ rớt. Còn mình bán đúng chuẩn cây á thì giá nó sẽ bằng. Còn mình bán kiểu như là tôi mất cái thẻ tôi không biết cây gì, giờ tôi bán giá giảm đi thì chúng ta sẽ mất cái giá, thì không có ai mà dạy mà làm cái điều đó cả, nó sẽ phí tiền của mình đó. Cho nên là phải để chuẩn cây đó. Đây là hàng công nghiệp, nó đã sắp lô sẵn rồi, chỉ việc tung ra thị trường thôi đó. Mọi người cứ lo, đừng có lo về việc này nhé, cứ yên tâm. Rồi đây là tất cả những gì con tâm sự với mọi người về chủ đề hài Modi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video clip sau.